Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng bạn cùng nhau tiếp tục với Stickway Legacy. Thì chưa kêu đầu giáo là like xem ký nhạc. Ok, vì vậy đi mình bật nhạc lên đã anh em chứ không nghe không. Đâu, từ từ để mình xem anh em xem âm thanh như nào. Ok, âm thanh là nó ổn rồi quả này. Treo treo treo, treo 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 treo. Đâu xem nào. Lần này thì mình nên làm cái gì đấy to. Thì cái đầu game thì cứ mở dương anh em ơi. Ok. Đầu game thì có mở dương xem được cái gì. Đen quá. Không được cái gì cả anh em ơi. Không được cái gì cả. What the hell, what the hell. Ui được dạng stone em kìa. Ngon. Thực ra Stone kìa, nốt lần cuối anh em ơi, mở đúng 3 phát. Quá tam ba bận. Nhưng mà ra Stone thì cũng không ngon lắm. Thực ra thì cũng không khỏe, cũng không chiến lắm anh em ơi. Cũng không chiến lắm. Được rồi, quay lại đây xem nào. Tiếp tục anh em ơi. Ok. Đầu chọn là đây, cái chu này lâu lắm mà mình không có đánh người đấy. Thật sự cực kỳ lâu luôn. Skippy đi. Quên mất cái bàn này là có nhạc bản quyền. Đây. Quên đi mất là cái bàn này là có nhạc bản quyền các bạn ạ. Ok. Bàn này làm sao cho game nó khó nhất có thể ta? Khó nhỉ? Đây làm sao cho bàn này nó khó nhất có thể anh em ơi, chứ thực sự bàn này mình chơi nguyên đào vàng không, mình dùng đào vàng mình chơi nguyên không, nó vẫn vậy, nó vẫn thắng bình thường anh em ơi, nó vẫn rất là dễ thực sự, mặc dù mình đẩy cực khó nhá. Đấy đâu rồi, triệu hồi cái gì đây. Đây mình sẽ thử dùng một cung vàng để đánh lại bọn này anh em nhá. Đấy, cung vàng bắn đánh bọn này hơi khó đấy. Nhưng mà chơi chiến thuật. Đây. Ê bây giờ mình cẩu từ bên này sang bên kia thì chúng nó có phát hiện ra chúng nó đánh mình không ta? Mình cẩu bọn kia không có trong màn hình của mình nhá. Tới đây cẩu gần đi, về đây. Ôi nó lên rồi. Đây. Anh em chơi chiến thuật. Cho cô mình về để gia tăng sức mạnh anh em nhá. Thằng thú lĩnh cúc trước này. Để tớ thì mỗi đứa một quạt. Đây, để tớ thì mỗi đứa một bắn vàng nghiệm hết. Ui. Thực ra đây chưa cách phổ thông nhất đó chính là anh em cứ triệu ra một con này, một con giáo đấy. Đấy. Anh em cứ triệu ra một con giáo xong để ở thế thủ này, điều khiển con giáo cho quân thủ thành. Đấy và anh em chạy chạy ra đây đỡ kiên. Đấy, quay lưng lại cho chúng nó đỡ kiên anh em nhá. Vừa đánh vừa đỡ kiên, thế là win luôn. Win chặt quá nhá. Win chặt luôn đấy, thua được. Đấy. Quá là đơn giản mà cái bàn này. Chắc chắn bàn này là muốn đi ở để ấy rồi. Đâu xem nào. Đây anh em ơi. Với cái bàn này ấy thì cách khắc chế bàn này rất là đơn giản luôn, bởi vì là mới đầu game nó sẽ xuất hiện một con cai, mà con cai đấy thì nó khỏe thì không gọi là khỏe, nó bị cái nó trâu. Bị cái nó trâu quá nhá. Đây anh em ơi, chọn anh em cứ sử dụng đồ gì cũng được, đầu game cứ ra một con này là được anh em ơi, đầu game cứ ra một con này là được. Đấy, ui à mình anh em đầu game cứ ra kiếm cho mình nhá. Đấy, nếu mà có kiếm Anadeth thì ngon, bởi vì là hãy xem đây, chọc này mình đâm hẹo con kiếm con zombie này đấy, thì con zombie này sẽ thành của mình. Thế là mình có thêm đội quân thôi.
Có thêm quân đội anh em, có thêm sự trợ giúp, quá là ngon. Trời ơi, hai con zombie nhá. Mày nhảy lên một, ui, ui, ui. Khi nó gọi hồn anh em cứ spam đánh thường là nó vẫn đứng im anh em. Khi nó gọi hồn anh em thì anh em spam nó đánh thường thì nó vẫn đứng im thôi anh em ạ. Đó Nhưng mà chà. bọn zombie của mình phế vãi chưởng kìa. Anh em mới nhìn đi, bọn zombie của mình chả làm được cái gì cả. Đúng rồi, chém con rồi rồi, ok đấy. Easy win, easy win. Mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Nếu như anh em có chỉ cần bỏ ra khoảng 2-3k game, anh có thể mua được một skin undead rất là ấy anh em ơi. Đầm 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 đầm. Được rồi anh em ơi, được rồi anh em ơi. Ok chưa, ok chưa. Một chém, hai chém. Ok, đấy. Đấy, có cần cái gì đâu. Chỉ cần Đó skin chà. xịn là được anh em, hiểu chưa? Mình có cần cái gì đâu, mình chỉ cần skin xịn thôi. Đấy, game nó, cuộc sống nó sẽ đơn giản hơn nếu có skin xịn anh em nhá. Ngoài ra skin xịn thì còn có một nội tại ẩn anh em ơi. Nó chỉ là nếu như anh em bấm vào cửa hàng này, sau đó anh em bấm lúc đang cầm skin ấy bấm mở dương nhá. Mở dương. Rồi cố gắng nhanh chóng, nhanh chóng đóng lại. Ôi chết, lỡ tay mở dương. Không sao, mở thêm lần nữa không chả sai anh em ơi. Không bị ảnh hưởng, không bị ảnh hưởng. Rồi anh em vào đây mua lấy một con khổng lồ hiếp giòn đấy, là nó sẽ kích hoạt sức mạnh nội tại ẩn đấy. Đam to vãi cả trường anh em, bây giờ kìa 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 kìa, đam to vãi trưởng luôn kìa, 540 đam mà không điều khiển nhá. Đây 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 này này, cho quân anh em về hết đi nào, một phát. Ok, không khỏe như mình nghĩ anh em ơi. Ok, không khỏe như mình nghĩ đấy. Kích hoạt nội tại ẩn, khỏe chưa, khỏe chưa. Trời ơi, chưa nội tại ẩn của skin VIP đây anh em ạ. À, đây chứng minh anh em nhá. Đây con giáo này, giáo này, giáo đỡ khiên nhá, một đâm ấy, mỗi con một đâm là khoảng 400 đam, quá mạnh, quá khỏe, quá dữ dằn, quá dữ dằn anh em ơi. Được rồi, được rồi. Kết quả nội tại ẩn chứ anh em, mình bảo rồi, nó là kích hoạt nội tại ẩn. Được rồi, được rồi. Đấy, nhưng mà giờ khi ra là hết nội tại ẩn luôn. Khi ra thì nội tại ẩn nó cũng biến mất các bạn nhá. Đấy, khi ra thì nội tại ẩn nó cũng biến mất. Ok, đánh mặt boss đi. Đấy. Tèo tèo tèo. Đây đây đây. Ok chưa, ok chưa. Lấy chia rẻ tiếp cho anh em mẹo chích lõ anh em nhá. Đấy. Một cái mẹo chích lõ này. Chẳng hạn như là xem nào. Ừ, làm sao ta, mình lấy hết rồi. Khổ nỗi mình lấy hết rồi cơ. Khó quá nhờ. Thôi làm chia sẻ em mẹo khác cũng được. Ok. Chẳng hạn như là vàng em đang ít như này đúng không? Chỉ có 580. Phải làm sao, phải làm sao? Ok chưa? Nhầm anh em. Không, cái đấy nó không hoạt động rồi anh em ơi. Mình cố mình chức nhưng mà không có hoạt động rồi. Thôi làm sao mình... Đây, 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 đây. Sử dụng chích lõ anh em nhé. Đây, đây, đây. Đây, đây, để mình sử dụng chích lõ phát. Đấy. Anh em điều khiển một con này, lần này sử dụng đối với con đà vàng anh em nhé. Sử dụng đà vàng này, điều khiển trong lúc đang ấy nhá. Đấy, xong bấm dừng này, và bấm vào phần cửa hàng. Đấy. Sau đó mở một dương. Đấy, xài. Ok. Bao giờ vào phần cửa hàng em mua lần lượt từ con này và con này. Đấy thì sức mạnh sẽ được nhân lên. Ừ. Đấy, các bạn không tin đúng không? Đây, vào test ngay cho các bạn xem. Ok chưa? Với một con đào vàng này, sức mạnh sẽ được nhân lên anh em nhé. Cái này diêu nhé. Chắc chắn là diêu luôn anh em ơi. Ok chưa?
Mạnh quá. What the hell? What quá mạnh anh em ơi, gọi ngay gian bot đây, gọi ngay gian bot đây. Ôi mình sợ nó gõ phần mình cúp luôn đấy. Đâu có cúp luôn đâu. Không cúp. Ok. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Gọi ngay gian bot ở đây. Bot đúng không? Hồi máu quá đã, hồi full máu. Ấy trời ơi. Nào nào bot ra đây, mày dòm mày ra đây, mày dòm mày ra đây. Né đòi solo kill à, đòi solo I kill will end à. this for the For order the empire. Empire. Xem nào, xem nào. It's better. Thus And ends Xing quá là ăn, quá là đơn giản, quá là đơn giản anh em ơi. Đấy. Ôi. Tèo 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 thôi thì, mình nghĩ là kênh của mình thì chắc không có nhiều bạn xem được đến đoạn cuối này đâu. Không có nhiều bạn xem được đến đoạn cuối này đâu anh em ơi. Đấy. Thế nên là mình nói trước luôn là bạn nào không xem đấy, khéo bạn nào làm những cái chia sẻ trên đây là mình book phét. Nói thẳng có thể là book phét bạn ơi. Đây mình dùng cái nhân đam lên anh em ạ. Để tránh bạn nào vào thử không được để đổ quá. Ô ta cái lừa kìa. Đấy. Thì bảo vậy là do bạn chưa xem hết clip của mình rồi. Ok cái này chúng tôi chắc cái một cái thứ bạn à, cái nhạc thôi. Tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye. À, từ từ đã, bạn ơi, mình sẽ để cho nó lên được khoảng 2 phút rồi tắt các bạn nhá. 10 12 phút.